Rồi, hello anh em ha. Giờ này 12 giờ rưỡi trưa. Giờ này 12 giờ rưỡi trưa đang nghỉ trưa cho nên là em tranh thủ quay cho anh em coi để cho anh em thấy cái quy trình mà bên em đóng hàng giao hàng cho anh em như thế nào. Với lại nó còn bốn cái hàng cù này nè. Sẵn rồi còn mấy miếng xăng cho miếng xăng nổ lên luôn. Biết đâu đây tới chiều có bốn anh em ủng hộ cho nó hết lô luôn ha. Đó thì đây là mấy cái máy mà nó đã vô bọc là đã bán rồi nha anh em. Mấy máy này là đã có chủ hết rồi nha. Sáng giờ sáng 5 giờ sáng này em thức dậy á là em test máy, từ sáng tới giờ mình nên em test nè. Tại vì test mà cái giai đoạn cuối tới lúc mà gửi cho anh em đó là chính tay em test, không có qua hợ hay gì hết trơn á. Còn khi mà làm nổ máy đồ này kia đó thì hợ bên em nó làm, nhưng mà tới lúc mà trước khi test máy lần cuối, trước khi mà vô bọc rồi chuẩn bị vô hùng đóng gửi cho anh em đó thì chính tay em test, chính tay em giật nổ. Đó, anh em nhìn đi, nguyên cái đống máy này mà em giật từ 5 giờ sáng tới giờ đó, rất là đuối nha nè, giật riết là lên chuột luôn, nhưng mà mình phải làm đó để thể hiện cái sự mà quan tâm, cái trách nhiệm với anh em, là bên em sẽ chính em sẽ test máy cho anh em coi. Nó ví dụ như mấy máy bơm đó là bên em sẽ thử rồi vô bọc đó. Đó, tốn tiền mua bọc nữa nè anh em thấy không, rồi có cái tờ hướng dẫn sử dụng trong này đó. Máy cưa cũng vậy luôn đó, máy cưa có thêm cái bọc để cái xích ở trong này luôn để tránh nó bị rơi rớt ra ngoài, dễ bị hắt lạc đó. Em làm rất là kỹ anh em ha. Đó, mấy máy này là đã test đã nổ rồi, rút hết xăng rút hết nhớt rồi luôn. Còn máy cắt cỏ là bên em tháo đầu máy ra đóng riêng, cái lắp đóng riêng luôn, em kỹ lắm. Chứ còn người ta là người ta để nguyên cái cây người ta gửi bể dở đồ này kia thì mặt bay ha. Còn đây là bên em làm rất là kỹ, hạn chế tối đa nhất cái sự cố trong cái quá trình mà vận chuyển đó. Do đó là bên em đóng hết ra như vậy nè. Nó làm xích cũng mai cưa thì tháo ra, làm xích tháo ra để cho nó gọn cho quá trình vận chuyển đó. Thì quay cho anh em coi để cho anh em thấy, rồi chút xíu nữa 1 giờ tới cái giờ làm đó thì sẽ bắt đầu là kiếm hùng ha. Phải đi kiếm hùng, kiếm cho nó vừa với cái hùng vừa với cái trở của máy rồi nó bắt đầu đóng ha. Đấy, em có nguyên một cái hồi giấy đó, khoảng vài trăm ký luôn, đủ loại kích cỡ của mấy cái hùng cà tông hết để đóng đưa vô mấy cái hùng này là nó vừa hết rồi, sau đó là mới gửi hàng cho anh em. Rồi thì đây là cái lô e, thì nó hiện tại là nó còn bốn con này nè, tỉa cành là còn có một con duy nhất à. Đó, tỉa cành bữa nay đi hai con luôn nè, E6 với E7 nè. Còn con này E8, máy cưa còn duy nhất con này, còn cắt cỏ là còn hai con này. Hai con này á, thực ra là tại vì bị khách chốt lộn đó. Ví dụ như cái anh này nè, nó là cái con này là con E2. Hôm qua ông nói với mình là mình nghe rõ ràng là E2, xong cái rốt cuộc tới lúc mà chuyển tiền bữa nay ông báo lại là ông nói là ông mua cái con E22 đó. Mà cái con E22 á, là đã bán cho anh khách rồi. Có một anh khách đã mua con E22 rồi. E22 là máy bơm hay gì á, 3, 5. Nè E20 nè, đây E22 con cánh bướm này nè, là có anh khách khác anh đã mua rồi. Mà cái anh E2 này nó nhầm ra là cái E22, mà em lại chốt cho anh coi E2 nên hôm qua người ta hỏi mấy máy này bán không được, tại vì đã chừa chốt rồi. Nó thì bữa nay là hiện nay là còn cái con E2 này nha anh em. Thì cái con này là bên em đã test nổ là nó cái chụp giật này thấy vậy, nó có trợ lực nha anh em, nó có trợ lực. Bây giờ nổ thử cho anh em nghe nha. Bốn con này là còn nha anh em, nào lấy alo liền cho em luôn, 0967100003 alo liền luôn để lấy cho bản ra cho anh em. Rồi anh em nào mua hàng nhớ giùm em cái số điện thoại hotline này nha. Đấy, số này hiện nay thì là trong mấy cái máy trong hộp này là anh em đừng có hỏi nha, là đã có chủ rồi, qua đã có chủ rồi, chuẩn bị nha, là lên đường về nhà chồng xài ha. Còn bốn thằng này là chưa có chủ nè, anh em hốt nó đi đó. Rồi đây là cái bản đặt hàng bên em nè đó. Anh em mà hốt bốn con cụ này lại, còn lại là bên em sẽ tặng quà cho anh em nha, tùy vô cái máy anh em mua, ví dụ tặng bugi, tặng nhớt đồ này kia đó, hoặc là các cỏ tặng lửa tròn đồ các kiểu ha. Đó, thì anh em hốt bốn con này bên em sẽ có tặng quà cho anh em luôn. Con này có trợ lực nè nha anh em, con này hôm qua giờ nhiều anh em hỏi ghê mà lại chút lộn đó. Rồi dây giật nè, dây giật này là dây giật riêng ra nè, dây giật này là bên em chưa có hai nha, nhưng mà nó trắng đến độ gì nè. Đây công tắc nè, chụp giật này là trợ lực nha, có này nhẹ không cần phải xài lực nhiều đâu. Thank you.
này là CT24 nha anh em, 24cc, nồng nó khoảng 33 ly nữa. Giá con này như ta? Giá con này 1,5 triệu nha anh em, dán lên đây đi cho dễ thấy. Con heo 2,5 triệu nha. Anh em nào mua alo liền giùm em. Chụp giật trà lật luôn ha, kéo nhẹ lên là đè lên liền. Kêu thôi. Đó, còn cái con này thì 4 thì. Đó, con này 4 thì. Con này mà anh em nào cắt nhiều quá kiếm cái máy mà chạy nó bớt ồn á, với lại chạy nó ít hao xăng đó, anh em lấy cái con này. Con này thì là E4 nha, con này là 2,5 triệu. Đó, E4. Đó, nó nổ như xe máy rồi nha anh em, nó nổ như xe máy luôn. Xe máy nổ sao là nổ vậy đó. Nghe cái tiếng tịch 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 của cam cò rồi này kia đó, 4 thì là nó có cam cò nha. Đó. Quỷ này chạy bốc cực kỳ luôn, 4 thì mà nó chạy bốc bà cố luôn á. E4 2,5 triệu nha anh em. Nó là nó khỏe hơn cái thằng tên là 26 nhiều nha. Nha, tên là 26 cùng lắm mới có 0.8 HP, thằng này tới 1.1 HP mà anh em nhìn cái lốc nữa nè, mới chát nha. Lốc máy đẹp lắm. Đó, anh em thấy lốc máy đẹp không? Rất là đẹp nha. Đó. Cái này là các nhớt nè, nhớt 4 thì. Made in Japan ha. Rồi con E4 này 2,5 triệu nha. Kế tiếp đó là con cưa. Con này là con cưa. Em nhớ giùm em cái số đặt hàng nè. Con này con cưa E9 nè, con này 1,8 triệu. Con này tay cục nha anh em. Con này tay cục anh em cầm một tay rất là gọn nha. Đó. Nổ thử cho anh em coi nè. Cái dòng này thì chạy rất là thao xăng và cực kỳ bền, cho bò lắm. Để em đá ra. Anh em đi mua cưa anh em phải lưu ý cái máy, rồi đó cái máy nó phải ngon. Rồi cái điều kiện, cái quan trọng thứ hai khi mà mình mua cưa đó là mình phải test cái bơm nhớt nha. Cái máy cưa mà nó không có bơm nhớt là coi như là cái máy cưa mình quăng dục luôn. Tại vì nếu mà không có bơm nhớt ra nó chạy cái đường ray này nè, hai này mà nó không có nhớt bôi trơn, nó có cái lượng nhớt nó bôi ra đây nè và nó phun ra đây nè anh em không. Nếu mà nó không có bôi ra đây ha, anh em chạy một thời ha, cái là mình bốc khói cháy hừng hừng lên luôn, rồi xích đồ này kia là nó hư. Nên là anh em mua máy cưa là phải lưu ý. Nên là bên em bán là bên em đầu tiên nổ máy lên là test cái gì trước, test cái bơm nhớt trước. Cái bơm nhớt không hoạt động là dục ra xử không, kiếm phụ tùng zin của nó hai vô, hoặc là kiểm tra lại cái mấy cái đường ống nhớt, rồi mấy cái lọc nhớt, rồi mấy cái ống coi xì bị lủng gì không, kiểm tra lại. Tức là tiên quyết điều kiện đầu tiên trước khi mà nổ cái máy cưa lên là phải kiểm tra bơm nhớt trước đi, rồi mới bắt đầu chỉnh cái ganti hay là chỉnh cái tốc độ cầm chân hay là chỉnh máy đồ này kia. Nói chung là cái bơm nhớt là cái điều kiện tiên quyết trước khi nổ máy lên ha. Rồi con E9 này 1,8 triệu anh em, tay cục ha. Đó, rất là đẹp. Con này xài gia đình là tuyệt vời, cầm một tay rất là ok luôn. Rồi còn cái con E8 này, ủa xin lỗi, con đó là E9 nha. Còn con E8 này đó là cái con tỉa cành, tỉa hàng rào. Đó. Con này là nó nổ, nó cùng là cái máy nó y chang nhưng mà không biết sao nha. Nhưng mà em nổ hai cái con kia rồi, con này em nổ lên cái tiếng máy nghe rất là bốc nha. Mà cái lọc gió của nó bự ít hơn, quá trời bự luôn. Siêu to khổng lồ, cái lọc gió này nè. Cái hộp bự chà bá luôn, em giật thử lên cho anh em coi ha. Rất là bốc nha anh em, kiểu như cái họng gió này nó lấy cái tiếng
cái họng gió này nó bọng, nó nghe nè, nó nghe bốc bốc nè, khi mà nó nổ máy lên cái tiếng nó nghe o đã lắm, nghe kiểu như nó phê hơn, nó phê hơn hai thằng kia. Cái họng gió này nó không bằng nha, cái họng gió này nó bự nè, cho nên là nó tạo ra cái hiệu ứng âm thanh nghe rất là phê tai đó. Con này là cắt tuyệt vời luôn, anh em mua về anh em cắt tỉa hàng rào, cắt nhánh, cắt cành đồ này kia được. Rồi lâu lâu tóc mình dài quá khỏi tốn tiền đi tiệm hớt tóc, đem ra cắt luôn anh em. Đúng không? Con heo 8 này 1.6 triệu nha, còn duy nhất một em nha anh em, hai lưỡi nha, chạy nó bốc bà cố luôn. Phê ha, cực kỳ phê luôn đó. Thì còn 4 máy nha anh em nào có nhu cầu thì alo giùm em luôn, cho nó sạch cái lô để em đi mua cái lô khác về cho anh em đó. Nói thiệt với anh em luôn là trong cái kho bây giờ, trong tiệm bây giờ là chỉ còn có 4 con này thôi, chứ còn bao nhiêu là sạch thành banh hết trơn, không còn cái con máy nào hết trơn đó. Thì chút xíu nữa nghỉ chiều nay là ôm cái đống này đóng gửi đó ha. Rồi cảm ơn anh em nhiều ha, hẹn anh em những video tiếp theo. Anh em nào mà ưng được 4 con này bấm alo giùm em sẽ tặng quà cho ha, tặng quà ngập tràn luôn. Rồi cảm ơn anh em.